cái trung tâm điện máy này không? Siêu thị điện máy Thanh Thiên Hải Dương, đơn vị số 1 cung cấp về ngành điện máy tại khu vực Hải Dương. Dạ vâng ạ. Đi vào. Đi. Chị đi trước đi. Nói tại sao cái mồm mọi ngày cứ léo léo. Đến với điện máy Thanh Thiên, chúng tôi cung cấp tất cả các dòng máy lọc nước, điện giải trong nước. Dòng máy lọc nước được nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản và các dòng máy lọc nước Aosmith của Mỹ. Đỡ mồm cho. Nói. Nãy giờ em định nói, anh chịu cho em nói đâu. Come on. Lại cãi. Mở mồm ra là cãi. Mở mồm ra là cãi. Tại sao? Tại sao tôi bảo ông đi mua cây ấm về để đun nước, tôi còn dùng nước sôi. Bảo mua thêm cái tủ lạnh mini nữa để tôi còn dùng nước mát. Vậy mà không nghe lời hả? Đi lù lù bê cái máy lọc nước này về. Máy lọc nước điện giải Daikyo San của tập đoàn Đại Việt, đỉnh cao công nghệ ion kiềm tươi, tốt cho sức khỏe mọi người. Để làm gì hả? Vợ nói là không có nghe lời. Chân đời ai oán cái loại chồng đâu mà vợ nói một câu cãi một câu. Nhâm nhẹm ê. Tại sao bây giờ thì mở mồm ra trình bày ngay tại sao lại mang cái máy lọc nước này về. Tôi cũng nghe lời bà ra tìm mua, nhưng gặp mấy bạn nhân viên nữ, bạn tư vấn mua cái máy lọc nước này nó hợp lý hơn, thế là tôi mua. Đấy nhá, lộ ngay ra cái bộ mặt này. Nghe nhân viên nữ tư vấn cái là quên ngay lời bà. Đi, đứng lên đi ngay lên cái chỗ mấy con nhân viên nữ ra. Để tôi vạch cái mặt con nào hả? Con nhân viên nữ nào? Nó ở đâu nhanh lên? Đưa tôi đến nơi, ba mặt một lời tôi vạch cái mặt nó ra hả? Xem con nào tư vấn cho ông, đứng lên. Em đứng lên. Có đúng cái trung tâm điện máy này không? Siêu thị điện máy Thanh Thiên Hải Dương, đơn vị cung cấp số 1 về ngành điện máy tại khu vực Hải Dương. Dạ vâng ạ. Đi vào. Đi. Chị đi trước đi. Con này đúng không? Dạ. Không, em không đánh chồng chị đâu ạ. Con áo xanh này. Không phải em không đánh chồng chị ạ. Tao không nói đến cái chuyện mày đánh chồng tao. Tao nói đến cái chuyện mày dụ chồng tao. Nhưng mà em dụ anh cái gì ạ? Em giải thích cho chị về công dụng của cái máy lọc nước này giúp anh thôi. Chị đang thắc mắc. Em hiểu rồi ạ. Sáng nay anh nhà mình có qua cửa hàng điện máy bên em để tìm mua ấm siêu tốc về đun nước nóng và một tủ lạnh mini để làm nước mát. Sau khi tìm hiểu nhu cầu của anh chị thì em có tư vấn cho anh nhà mình mua máy lọc nước 5 sao 6 chức năng của bên em ạ. Mày điêu. Nhìn cái mặt mày điêu ra em có biết ngay hả? Lấy đâu ra mà lắm chức năng thế hả? Mày bịa ra lắm chức năng thế. Chị xinh đẹp, cứ bình tĩnh nghe em nói đã. Bây giờ em xin phép giới thiệu về cái chức năng của máy lọc nước 5 sao 6 chức năng của bên em ạ. Nó đáp ứng được tất cả các nhu cầu của anh chị. Ngoài ra nhá, nó còn có nước khoáng, nước ấm, nước tinh khiết và cả nước ion kiềm nữa ạ. Đặc biệt cái nước ion kiềm này nó rất tốt cho sức khỏe của chị. Nó còn làm trẻ hóa, giúp chị trẻ trung hơn đấy ạ. Thế à? Thật à? Đấy, bà thấy chưa? Máy này mua tốt cho bà, làm chống lão hóa này. Tôi mua là tôi nghĩ về bà hết đây. Sao không nói trước? Có kịp nói đâu, chưa về đến cửa đấy, sắp mặt rồi. Chị ơi, chị uống nước cho nó mát ạ. Chị xin. Cái nước gì mà uống vào nó mát, nó tỉnh cả người, hạ hỏa. Chị hiểu nhầm anh nhà rồi ạ. Anh nhà là chỉ muốn tốt cho sức khỏe của chị thôi. Xin lỗi được chưa? Này, đây cho tôi hỏi cái giá của nó bao nhiêu? Cái máy này bên em đang có chương trình khuyến mại là chỉ gần 10 triệu thôi ạ. Gần 10 triệu. Tại sao tôi đưa ông có 3 triệu mà ông mua được cái máy lọc nước gần 10
triệu. Ông có quy đen đúng không? Tại sao em lại phọt cái giá ra? Chết anh rồi. Đứng lại. Ơ kìa, anh chị ơi, em còn chưa giới thiệu hết chức năng của cái này